Chào các bạn nhé, đây là một bộ khoan bắn vít pin mà không dùng chổi than các bạn nhé. Các bạn không nghe nhầm đâu, không dùng chổi than. Đó. Thì cái việc mà nó đã không dùng chổi than thì nó lợi thế cho chúng ta là không bao giờ là sợ hết than. Cho nên là chúng ta cứ dùng mãi thôi ạ. Đó, dùng bao giờ cho nó hỏng hết bi, hỏng chết motor thì thôi. Đó, cho nên là nó rất là bền. Nếu như mà cái máy chúng ta dùng chổi than thì nó sẽ xảy ra chạy lâu dài thì nó sẽ hết chổi than, chúng ta phải thay. Thì đấy là một cái việc mà cũng bất tiện của chúng ta. Thì bây giờ với công nghệ người ta đã thay đổi là dùng cái motor không chổi than. Đấy, nó rất là hay. Cái này có hai pin một sạc các bạn ạ. Thì hai quả pin này chạy bắn vít, có thể chúng ta bắn cả buổi sáng luôn. Đó, cũng không phải suy nghĩ gì. Cái này bắn được cả mái tôn, khoan được sắt, khoan được bê tông. Nhưng mà các bạn khoan bê tông ấy thì các bạn phải dùng một cái mũi khoan hợp kim. Các bạn hình dung là cái mũi khoan hợp kim ấy là ở phía đầu nó có một cái kim loại hợp kim này để nó khoan được bê tông thì mới được. Còn đây chỉ có mũi khoan sắt thôi nhá, và khoan gỗ. Với lại các đầu bắn vít và các đầu chụp này. Đó. Thì cái máy này nó dùng với 3 chức năng. Thứ nhất là chúng ta dùng để bắn vít và tháo ốc vít. Ngoài ra chúng ta dùng khoan gỗ, khoan sắt. Đó. Chúng ta khoan được đến mũi 10 nhá. Chúng ta lắp được cái mũi 10 với đầu băng danh này. Và ở một chế độ nữa là chế độ có cái hình cái búa này này, là chúng ta có thể khoan bê tông. Đó là chúng ta phải mua một cái mũi khoan hợp kim để chúng ta lắp vào, chúng ta có thể khoan bê tông, khoan gạch các bạn nhá. Thì qua cái video này tôi cho các bạn xem cái tính năng của cái máy này qua mô tả ở video. Cái này nó dùng rất dễ dàng, tiện dụng trong gia đình. Chúng ta có thể dùng hai pin thay thế cho nhau. Hết quả pin này chúng ta lại dùng quả pin khác. Đó, cái máy này rất là hay ho như vậy. Rồi, qua video này cho các bạn biết thêm cái máy bắn vít nó rất đa năng như thế này. Các bạn có nhu cầu mà mua máy này có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại ở dưới video các bạn nhé. Rồi, chào các bạn, hẹn các bạn ở video khác.